Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ ấn được ba cái nút điều hướng quen thuộc ở trên những cái điện thoại Android. Cụ thể đây là trên điện thoại Android Samsung. Thì trên hầu hết những cái điện thoại Android thì đều có những cái nút điều hướng quen thuộc, đó là phím home, phím tài nhiệm và phím back như thế này. Các bạn sẽ quen với cái thao tác là nhấn nút back để trở lại, nhấn nút home để trở về màn hình chính và cũng như là nhấn vào biểu tượng đa nhiệm để mở những cái ứng dụng mà các bạn đã từng mở ở trên điện thoại. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn ấn cái ba cái nút này đi, cũng như là các bạn muốn chuyển cái thao tác đó là vuốt từ dưới màn hình lên giống như điện thoại iPhone đã từng làm, thì chúng ta có thể là thay đổi được ba cái nút này, chúng ta có thể là ấn được ba cái nút này thành một cái thanh ngang như thế này. Các bạn sẽ sử dụng cái thao tác vuốt để sử dụng điện thoại. Thì với điện thoại Samsung, các bạn vào phần cài đặt cho mình, các bạn tìm đến cái phần đó là cài đặt màn hình. Ở trong phần màn hình các bạn kéo lên, nó sẽ có cái mục là thanh điều hướng. Các bạn chọn vào phần thanh điều hướng. Ở đây thì nó sẽ có hai cái phần để các bạn lựa chọn, một là các bạn lựa chọn là dùng phím và hai là các bạn lựa chọn thao tác vuốt. Thì với thao tác vuốt nó chỉ có một cái thanh ở phía dưới như thế này. Các bạn muốn trở về màn hình home, các bạn chỉ sẽ vuốt từ dưới lên. Các bạn muốn mở đa nhiệm, các bạn sẽ vuốt từ dưới và giữ như thế này thì nó sẽ mở đa nhiệm. Nó tương tự như là cái thao tác vuốt ở trên điện thoại iPhone khi mà bỏ đi cái phím home truyền thống, có sử dụng cảm biến vân tay để sử dụng cái màn hình nó tràn viền và có sử dụng cảm biến khuôn mặt Face ID. Thì với iPhone cũng như vậy. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái thao tác trở về, các bạn vuốt từ bên cạnh màn hình như thế này, từ bên trái qua bên phải, hoặc là các bạn có thể là vuốt từ bên phải qua bên trái. Các bạn vuốt từ bên phải qua bên trái thì các bạn cũng có thể là trở về được. Và đó chính là cái cách để các bạn có thể là ấn được ba cái thanh điều hướng ở trên màn hình điện thoại Android, cũng như là các bạn sẽ sử dụng cái thao tác vuốt ở trên điện thoại.